Qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với sự nỗ lực triển khai của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn Hà Nội đã tăng 226% so với năm 2014 và nguồn vốn này đã hỗ trợ hiệu quả cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách. Trước đây do không có vốn nên gia đình ông Cấn Văn Giáo ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ và trồng cây giá trị thấp. Được tiếp sức 100 triệu đồng từ chương trình vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thất, gia đình ông Cấn Văn Giáo đã mở rộng mô hình trồng bưởi. Doanh thu mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng và vươn lên trở thành hộ gia đình có kinh tế khá. Ngân hàng Chính sách của huyện đã giúp đỡ gia đình tôi được vay số vốn để nuôi các con tôi đi ăn học. Lúc các con đều có công ăn việc làm. Bên cạnh tiền vay vốn sinh viên thì còn gia đình được vay cái vốn để coi đấy cải thiện việc làm của trong gia đình, thế cho nên là cũng đời sống của gia đình cũng cải thiện. Là một trong những huyện miền núi khó khăn nhất của thủ đô, cấp ủy chính quyền huyện Ba Vì đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, từ khâu rà soát xác nhận đối tượng đến phân bổ nguồn vốn cho vay, kiểm tra giám sát, hướng dẫn sử dụng vốn vay hiệu quả. Hiện tổng dư nợ trên địa bàn huyện đạt trên 1.000 tỷ đồng, giúp gần 67.000 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn. Hàng năm thì chúng tôi cũng đã họp thì phân bổ, rà soát cái đối tượng để tư vấn về cái cách thức phát triển kinh tế cho từng người dân một. Và trên cơ sở đó thì cái đồng vốn này vận hành rất là trơn tru và có hiệu quả. Hà Nội hiện đang thực hiện 19 chương trình tín dụng chính sách. Hàng năm, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp bổ sung nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, nguồn vốn địa phương ủy thác tăng gấp 7,9 lần trong 10 năm qua. Tổng nguồn vốn hoạt động tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đạt trên 15.400 tỷ đồng, tăng 226% so với năm 2014. Đã hỗ trợ cho trên 1 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách trong sản xuất kinh doanh, học tập. Các chương trình tín dụng chính sách đóng góp quan trọng trong giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. 10 năm vừa qua cũng đã được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao. Thế và đây cũng là cơ sở, là tiền đề và là động lực rất quan trọng để tiếp tục triển khai tín dụng chính sách xã hội trong cái thời gian tiếp theo, góp phần vào việc thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cũng như việc thực hiện các mục tiêu, các chương trình, các kế hoạch của thành phố. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nguồn vốn ưu đãi đã đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách an toàn, hiệu quả. Đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế, đi đôi với thực hiện mục tiêu, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội địa phương.